nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km về hướng đông nam, là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, hay còn gọi là rừng Xác. Đây là một trong những khu rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích gần 35.000 ha. Rừng phòng hộ Cần Giờ có vai trò rất lớn trong việc phòng hộ môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Với tính đa dạng sinh học cao và rất đặc trưng, năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Với hệ thống rừng ngập mặn ven biển, lợi thế của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh chính là việc nuôi trồng thủy sản, và công việc này đã giúp cho các hộ nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ lá phổi xanh của thành phố. Nhiều hộ dân tham gia nhận khoán chăm sóc và bảo vệ rừng đã kết hợp nuôi trồng thủy sản dưới những tán rừng. Bên cạnh mức thu nhập từ tiền công nhận khoán bảo vệ rừng, bà con còn được tạo điều kiện vay vốn để sản xuất. Từ nhiều năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Út ở ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ sống bằng nghề nuôi hàu và dựa vào rừng phòng hộ. Hiện tại gia đình anh đang tham gia nhận khoán, quản lý và bảo vệ 85 hectare rừng và có 2.000 m2 nuôi hàu trên sông Lò Vôi này. Hàng ngày công việc chính của anh Út là tuần tra bảo vệ rừng và chăm sóc những bè hàu. Theo anh Út, nuôi hàu dưới những tán rừng ngập mặn có nhiều thuận lợi do nguồn nước ở đây sạch và có nhiều sinh vật phù du sinh sống trong đó nên hàu lớn rất nhanh. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay nhiều hộ nông dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng ngập mặn ở huyện Cần Giờ thì cũng đã kết hợp nuôi trồng thủy sản, và việc này cũng đã giúp cho gia đình của bà con có thu nhập cao hơn, đồng thời bà con lại tham gia bảo vệ rừng được tốt hơn. Và gia đình anh Nguyễn Văn Út ở đây là một ví dụ. Thưa anh Út ạ, anh có thể cho biết là cái công việc mà bảo vệ rừng cũng như nuôi trồng thủy sản này thì đã đem lại những thuận lợi như thế nào cho gia đình mình? Dạ, từ ngày có chăn nuôi thêm thì vợ chồng cũng dạng như ổn định, rồi như cái rừng rồi mình cũng chăm sóc cho nó tốt. Anh thấy là cái ý thức của bà con nông dân từ khi mà phát triển kinh tế đồng thời kết hợp với bảo vệ rừng thì đã thay đổi so với trước như thế nào, và môi trường khí hậu ở đây cũng đã thay đổi ra sao ạ? Như cái khu rừng ngập mặn bây giờ cũng vẫn lên xanh tươi tốt, nhưng mà không còn người dân người ta vô chặt phá, tại vì ai cũng có cuộc sống chăn nuôi, người ta cũng ổn định hết rồi. Nói chung là bây giờ là sống thấy cũng thoải mái hơn hồi trước. Môi trường khí hậu đây là thay đổi nhiều hơn hộ gia đình em và luôn cả nhiều hộ khác nữa, là cũng giờ cứ bám trụ rừng ngập mặn, tại vì còn có chăn nuôi thêm thì tụi em vẫn giữ rừng tốt và làm cái chăn nuôi thêm tốt. Hiện tại ở huyện Cần Giờ có khoảng 900 hộ nông dân tham gia sản xuất và nuôi trồng thủy sản dưới những tán rừng ngập mặn. Theo bà con, cách nuôi này không tốn tiền thức ăn, thủy hải sản sống bằng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên nên tiết kiệm được nhiều chi phí, chất lượng sản phẩm lại đảm bảo an toàn. Đây cũng là hình thức nuôi khá phổ biến hiện nay bởi có nhiều ưu điểm. Hàu có tốc độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao và dễ quản lý. Việc triển khai mô hình nuôi thủy sản tại huyện Cần Giờ luôn được gắn liền với công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ. Một số các đối tượng thủy hải sản mới đã được đưa vào nuôi cùng việc áp dụng kỹ thuật theo mô hình Việt Gáp đã giúp bà con ở đây nâng cao hiệu quả kinh tế và xóa nghèo bền vững. Hiện nay thì các cái hộ dưới rừng á, ngoài cái việc là bảo vệ rừng thì người ta còn có các cái mô hình sản xuất dưới tán rừng mà góp phần phát triển sinh kế, như là nuôi hàu, rồi nuôi ốc len, nuôi cua, rồi là đánh bắt thủy sản. Thì tất cả các cái mô hình này đều góp phần là cải thiện cái thu nhập của người dân, và chính khi mà cái thu nhập ổn định từ cái tiền công bảo vệ rừng, từ cái sản xuất phụ thì là người dân rất là an tâm công tác và bám chốt bám rừng. Với hệ động thực vật đa dạng, độc đáo và rất đặc trưng, rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, là lá phổi xanh điều hòa không khí và cũng là nơi cung cấp nhiều loài thủy hải sản quý của khu vực Tây Nam Bộ. Hiện nay,
rừng ngập mặn Cần Giờ đang trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản dưới những tán rừng ngập mặn, thì việc nâng cao ý thức cho cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ rừng là rất cần thiết. Đây chính là giải pháp lâu dài nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân có được một cuộc sống ổn định và sống trong một môi trường trong lành hơn.